Tại quảng trường Thánh Phêrô, mặt trời chiếu sáng rực rỡ với không khí trong lành. Sự tương tác giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và các du khách mang lại nhiều cảm hứng và chưa bao giờ bị thu hẹp lại. Tuy nhiên, vấn đề mà Đức Giáo Hoàng đề cập trong bài giáo huấn hôm nay lại mang tính đòi hỏi khắt khe. Ngài yêu cầu sự chung tay để có thể chấm dứt được nạn đói. La povertà in astrato non ci interpella, ma ci fa pensare, ci fa lamentare. Ma quando tu vedi la povertà nella carne di un uomo, di una donna, di un bambino, questo sì interpella. E per questo quell'abitudine che noi abbiamo di fuggire, l'abitudine di fuggire dei bisognosi, di non avvicinarci, o truccare un po' la realtà dei bisognosi. Đức Giáo Hoàng đã bắt đầu một loạt các bài giáo huấn mới nói về những việc làm của lòng thương xót bằng cách nói về mỗi phút đầu tiên cho kẻ đói ăn. Hay situaciones de necesidad entre nosotros que requieren una respuesta inmediata y urgente. Por ejemplo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, ambas son obras de misericordia corporales. Es muy dura la experiencia del hambre y la sed, y desgraciadamente es una realidad actual y cercana a nosotros. Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng, đức tin của một người Kitô hữu phụ thuộc vào việc người ấy đối xử với người nghèo ra sao, vì Chúa hiện diện nơi từng người trong số họ. Theo đó, Ngài đã cảnh báo về văn hóa phúc lợi, vì nó khiến con người quay lưng lại với những nhu cầu của người khác. Una delle conseguenze del cosiddetto benessere è quella di condurre le persone a chiudersi in se stesse, rendendole insensibili alle esigenze degli altri. Đức Giáo Hoàng kết thúc bài giáo huấn của Ngài bằng cách trích dẫn thông điệp bác ái trong chân lý của Đức Benedicto 16. Trong đó, vị tiền nhiệm của Ngài nhấn mạnh rằng cho kẻ đói ăn là một lệnh truyền luân lý đối với giáo hội hoàn vũ.